lâu lắm rồi. Đây, làng cũng làm gì ta, lúc nào cũng ra hoa, không hết cái bọn đó bên kia. Rất là đẹp, anh bạn này phải mấy tháng đấy. Đúng lắm rồi. Mua từ hôm trước Tết khoảng độ 1 tháng rưỡi. Vâng. Kê luôn đấy, mà tôi không có, không có cái gì nhá, chỉ có tưới nước thôi, không có làm gì hết. Người ta trồng lan mà hết cái nào cái mà có chết đấy, thầy trồng đấy, nó cứ ra hoa vậy đó. Cứ tưới nước, Phật tử đến tưới nước vậy, lâu lâu thầy bỏ phân gì mua ở tiệm mà thầy bỏ vào nó lên vậy. Không có kỳ nhiều. Cây hoa bông này phải mấy tháng rồi. Trời, trong ngoài trời nhé, ngoài trời nắng không có che đậy gì hết á. Không phải che đậy chứ đâu, không có che đậy đâu, lúc nào cũng có hoa hết. Mọi người xem mà trồng lan lúc nào cũng có, trồng hết cái nói kia không hoa bên đây, đây đây chùa trồng lúc nào cũng có hoa, mà trong không che đắt nên để ra ngoài luôn á, như cái này nhưng mà phải nếu ngoài là phải tưới nhiều nước vào này, mà đâu chỉ phải tưới lần thì mới được đó. Hoa này, hai hoa này. Lên mấy vòi nữa, mà vòi nữa là bắt đầu ra hoa, nó lên một vòi, nó lại lên từng nách một lên, đấy, lên hai vòi, hai nhánh rồi, đó. Tươi mát luôn, rất nhiều hoa luôn.